要支持一把别人。我那上班的都不服，不服气。各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司12A线。本班车将由长沙湾、中浪道开往黄浦花园。中途将有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。Thank you.
哎呀，结果也没有，就那样，我走着回来。Vừa đắp đầu tiên đập tình hình trước mắt. Cuối tình thì nó không
mày quá. Chứng minh thư photo rồi sao lại còn hỏi mình được? Đó, cứ chứng minh thật nó vào công ty rửa bát thì nó đông người đâu. Thì nó lấy chứng minh thật để nó vào nó kiểm tra không? Không chứng minh photo đâu. Thế ra mình mới đắc tàu, nhưng mà thế là nó thằng đầu say nó biết mình là người trả phải không? Thế là mình cứ đứng mình chắc bát thôi, một thì bát hai nữa thì bị đón chạy đi đâu? Không đi ra ngoài được à? Thế là sau về sau em xin cho 15 đứa vào mà. Đầu tiên vào thì có mỗi mình em thôi, hai đứa. Còn mình em thì một cái đứa khác nữa. Thế là về sau nó biết rồi, thế là mỗi loại thì các bạn ông làm lần dần. Bạn mà vừa rẻ tiền. Thì nó là người thật, nó là cao hơn. Mấy cái công cầu nó vào nó bảo công việc này của mày vẫn không làm được. Chúng mày đéo thèm làm chứ không phải là chúng mày không làm được. Thì thật ra thiếu những việc nó làm thì nghìn một ngày, nó nghìn rưỡi. Thế mình vừa làm. Tâm toàn lực như mình cho nên là tuyển mấy con tàu vào nó làm, nó ủi cái công việc của mày tao không làm được. Chúng mày đéo thèm làm chứ không phải chúng mày không làm được, tao nói thế cho nhanh. Tàu nó làm nhẹ cày cày lượng thấp đấy, nhưng tàu thấp mà vất vả, làm vất vả lắm. Bây giờ của chị thì làm vất vả lắm. Rưỡi bằng vạn rưỡi, được vạn rưỡi gấp đôi của em. Bốn năm mươi. Bọn chị được cái là cái chỗ làm này nó được cái hay ấy, nhưng mà thích nghỉ lúc nào cũng được. Thì không cần phải xin phép. Vạn rưỡi 450 triệu bằng bọn em làm 2 tháng. Bọn em làm 8 tiếng. Đây là lương chị thấp, như ngày xưa chị làm một cái quán cable chị làm vạn tám. Vạn tám à? Vạn tám nhá, một ngày 60 một ngày 11 tiếng mà 60 đồng một tiếng. 60 đồng một tiếng nghe tính nó không có quạt điều hòa gì cả đâu. Máy bếp nó ù như máy bay ấy. Một vận 8 mà đến Tết nó còn cho 8.000 tiền Tết nữa. Đứa lão phát 8.000. Con em Tết nó không thể ra được 500 bạc. Đấy là cái hồi xưa chị làm ở quán cable, bây giờ chị làm đây Tết chẳng được đồng nào. Tết này làm ở đây bán hàng thì lại khách hàng nó mừng tuổi cho được 600-700 bạc. Làm tầm vận 8, vận 8, người vào bọn em làm. Nhưng mà chị làm vất vả, các em làm chỉ như là múa hoa. Làm thì nhà, làm trong công ty bọn em làm. Chị làm toàn thời gian như không khác là kiểu quản luôn nhỉ. Làm nhiều việc thôi nhưng mà lương thấp rồi. Chị không khác là kiểu quản em ạ. Bây giờ đang bán hàng này tự nhiên đột xuất như có một cái cuộc điện thoại nó gọi đến là 300 hộp cơm làm cong đít này. Đóng 300 hộp cơm để chuyển đi. Thank you.
excited for the flight. Thank you.
We have not arrived at the Imperial Gardens.